mochi này, xong rồi đây là bột đậu đỏ này, ở dưới là kem, chắc là đây là kem vị sakura nhỉ, sakura mochi đúng không? Nhìn chung bên ngoài thiết kế của nó là có hoa sakura. Đây cũng là sản phẩm cuối cùng của chúng mình. Vsmart xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Vsmart TV, kênh truyền thông đa ngôn ngữ lớn nhất tại Nhật dành cho người nước ngoài, và mình là Đức đến từ Việt Nam. Còn đây là người sẽ đồng hành cùng với mình, bạn là Thạch cũng đến từ Việt Nam. Thì theo như dự định thì chúng mình ngày hôm nay sẽ ra ngoài và review cho các bạn về những cái địa điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhất ở nước Nhật. Nhưng thật đáng tiếc thì mặc dù lệnh khẩn cấp đã được gỡ bỏ nhưng mà nhiều công viên thì hạn chế khách du lịch và cũng cấm tụ tập ăn uống. Chính vì thế mà hôm nay chúng mình quyết định ở trong văn phòng và mua đến đây tất cả những cái sản phẩm liên quan đến hoa anh đào. Hy vọng sau khi xem những cái video này thì những bạn đang ở bên Việt Nam sắp có cơ hội sang Nhật, hay những bạn đang ở Nhật mà không thể đi ngắm hoa anh đào được, sẽ cùng trải nghiệm với mình những cái sản phẩm này và có được những cái giây phút ngắm hoa anh đào thật vui vẻ ở nhà nhé. Đầu tiên mà chúng mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là cốc nhựa hình hoa sakura và đĩa hình cánh hoa sakura. Thì có thể như nhiều bạn ở Nhật đã biết thì khi mà đi ngắm hoa sakura thì người Nhật thường hay trải thảm như kiểu đi picnic, hay chuẩn bị những hộp cơm trưa hoặc là những đĩa nhựa, cốc nhựa như này để chuẩn bị ngồi uống rượu này hoặc là ăn những đồ nhắm để trò chuyện với nhau. Bây giờ mình sẽ mở thử cho các bạn xem nhé. Sản phẩm thứ hai mà tiếp theo mà chúng mình muốn giới thiệu đó chính là cái cốc cà phê latte này. Ban đầu mọi người mới nhìn thoáng qua thì có vẻ rất là giống với Starbucks sang chảnh, nhưng thực ra đây không phải là sản phẩm của Starbucks. Mình thông thường ấy, với những sinh viên nghèo như mình ấy, thì mình thường mua những cái cốc cà phê latte này ở siêu thị, giá của nó chỉ dao động từ 100 đến 120 yên thôi. Nhưng mà tại vì cái đây là cái sản phẩm mà chỉ dùng sản xuất riêng cho cái mùi hoa anh đào thôi nên vị của nó mang đậm cái đặc trưng của mùi hoa anh đào luôn. Và cái này ngày nào anh cũng uống luôn ở siêu thị. Thế à? Và giá của nó vô cùng là rẻ nha. Đây cũng là một cốc cà phê latte mà vừa nãy chị quản lý người Nhật của mình đã mua cho chúng mình. Các bạn có biết chúng mình mua ở đâu không? Thì chúng mình mua ở cái quán Starbucks mà lớn nhất thế giới luôn. Nó có ở cửa hàng này thì có ở ga Nakameguro. Và cạnh cái ga Nakameguro này, ngoài cái cửa hàng Starbucks lớn nhất thế giới ra còn có một con sông hoa anh đào cực kỳ trải dài luôn. Và đây cũng là trở thành một trong những địa điểm mà ngắm hoa anh đào đẹp nhất thế giới được người Nhật bình chọn. Và bây giờ thì chúng mình sẽ uống thử hai cái cốc này để so sánh xem vị của nó như thế nào nhá. Một cốc của Starbucks chính hiệu và một cốc của siêu thị. Các bạn biết cốc này bao nhiêu tiền không? 900 yên đấy. 900 yên là tương đương gần 200 nghìn Việt Nam. Gần 200 nghìn Việt Nam. Còn cái này là 119 yên tương đương với lại 20 nghìn Việt Nam. Uống thử một tí nữa. Cái này giống như kiểu là cà phê của Việt Nam ấy. Cái này đúng là vị của Starbucks chính hiệu nên nó có đậm cái mùi của cà phê luôn. Mà cái cà phê của Starbucks thì nó toàn dùng cà phê kiểu mà hãng xịn của Brazil hay là đúng, một các nước khác ấy, nó được chọn lọc từng hạt một luôn. Còn đây chắc là chỉ nước với lại đường thôi, được bán ở siêu thị nên là giá rẻ là đúng thôi. Ủa không thấy có vị cà phê. Đúng rồi đấy. Okay. Tiếp theo, sản phẩm tiếp theo chúng mình muốn giới thiệu đó chính là bánh mochi. Các bạn biết đấy, bánh mochi ở Nhật thì người Nhật thường ăn cả cụm cho mồm nên là hàng năm ấy, cái số lượng người ở Nhật ấy mà chết vì giao thông còn ít hơn cả những người mà chết nghẹn vì bánh mochi ở mỗi dịp Tết thôi. Cái sản phẩm bánh mochi này thì chúng mình mua ở siêu thị bình thường cũng có. Các bạn có thể thấy ở trên là mochi này, xong rồi đây là bột đậu đỏ này, ở dưới là kem, chắc là đây là kem vị sakura nhỉ, sakura mochi đúng không? Mình chung bên ngoài thiết kế của nó là có hoa sakura này, nhưng mà không biết vị của nó như thế nào. Nhưng mà cái vị của mấy bánh mochi Nhật thì nó cực kỳ ngọt luôn. Và mình thực ra không nói nhỏ là mình cũng không thích bánh mochi của Nhật lắm, tại vì nó quá là ngọt so với cái đậu đỏ này. Nhưng mà vì cái thiết kế sakura của nó thì vô cùng là kawaii luôn, cực kỳ dễ thương. Cũng tiếp theo là đồ ăn. Theo đây cũng là bánh mochi, nhưng mà đây là bánh mochi 100%. Đây là không phải bánh mochi mà đây là thạch, cũng đặt tên là sakura mochi luôn, nhưng mà thực ra nó lại thạch. Thiết kế thì màu thông thường thì cái này anh thấy nó màu trắng đúng không? Đúng, màu trắng hay là một cái màu khác, nhưng mà vì là màu sakura nên người ta đã nhuộm cho nó thành màu vàng vàng. Và bây giờ thì chúng mình sẽ mở thử cái hộp bánh mochi này ra và ăn thử nó xem nó có giống với vị của những cái bánh mochi bình thường siêu thị bán không nhỉ. Wow, tên là mochi nhưng mà nọ thì là thạch. Kể đi, có mùi quế. Không ngửi thấy gì lắm. Nhưng mà cũng quá là ngọt luôn, thực sự là bánh mochi đúng cái đặc trưng của bánh mochi thì quá là ngọt.
Sản phẩm tiếp theo cũng là đồ ăn. Đây là KitKat vị Sakura. Các bạn có thể thấy bao bì kia rất là đẹp, như kiểu trong truyện tranh, là trong những bộ phim anime. À đúng rồi đấy. Hình của hai bé học sinh, hai bạn nữ đang đi dạo. Ở những KitKat ở ngoài bên Việt Nam thì hầu như chỉ có vị Sokona thôi, nhưng mà bên Nhật thì có rất là nhiều vị, từ vị wasabi này, từ vị Sokona này, vị chuối này, vị rượu này, và thiết kế của nó cũng rất là đặc trưng luôn. Từ những cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này cho đến núi Phú Sĩ này, hay là đến những cái, nhìn chung là thiết kế của nó cực kỳ bắt mắt luôn. Và đúng kiểu marketing của KitKat thì cực kỳ là kiểu mà không đi đâu mà có thể so sánh được. Và KitKat thì có lẽ các bạn cũng biết rồi, KitKat thì phát âm của nó thường giống với từ Kitsukatsu, tức là chắc chắn sẽ chiến thắng. Nhưng KitKat thì thường được để tặng cho những mũi trước mỗi kỳ thi ấy, thì hy vọng những người Nhật và ăn cái KitKat này sẽ giành cái thành tích cao trong mỗi kỳ thi. Về bóc thử ra ăn nhé. Ok, thế mình đây, cái vỏ của nó cũng này đậm chất Sakura luôn nhé. Nhưng mà chắc là vị Sakura rồi. Cái này là một trong những loại bánh kẹo mà mình thích nhất ở Nhật luôn. Ôi nhìn cái thơ của nó nước mắt luôn. Đúng mùi Sakura luôn. Chỉ thấy vị sữa. Bên trong thì nói chung là cũng giống như KitKat bình thường thôi. Chỉ có bên ngoài là nhiều vị sữa. Cái này sữa đặc. Với lại, nhưng mà được cái là thiết kế nó đẹp đúng không? Ở đây nó ghi là Sakura gì, tức là vị của Sakura. Nhưng mà mình ăn chả thấy vị Sakura gì cả, toàn thấy vị của sữa thôi. Tiếp theo, đây cũng là đồ ăn liên quan đến Sakura. Đây là cái bánh này có tên là Sakura Karinto. Cái này mình chưa ăn bao giờ cả. Bây giờ sẽ thơ thạch bóc. Loại bánh này rất là người Nhật rất là thích ấy. Bánh Karinto này. Karinto. Bởi ôi xị. Giống như sâu quẻ ở Việt Nam lần đầu tiên được ăn. Có vị Sakura ở bên trong. Có vị Sakura. Ôi anh cái này xong nhớ lại hồi trẻ con luôn, nhưng bây giờ Việt Nam hầu như không bán cái này nữa rồi. Nó sâu quẻ, cứ tưởng sâu quẻ chỉ có bên Việt Nam không, với cùng ngang hoặc cả nước Nhật luôn. Thôi không để các bạn phải đợi lâu nữa, sản phẩm tiếp theo mà chúng mình muốn giới thiệu đó chính là cái băng dính này, một trong những dụng cụ học tập. Đây là thiết kế theo hình Sakura của Nhật, nhưng mà là sản xuất từ Trung Quốc nha. Cái này mình mua ở shop trăm yên. Shop trăm yên, cái này cũng shop trăm yên này. Cái này cũng ở shop đồng giá trăm yên này. Và cái này cũng ở shop đồng giá trăm yên. Nếu mà đến shop trăm yên ấy, mình chỉ định mua một sản phẩm thôi, nhưng cuối cùng mình mua cả nốm luôn. Bây giờ sẽ bóc ra thử xem cái cuộn băng dính này nó như thế nào nha. Cái này để tặng quà ai vào mỗi mùa xuân Sakura tới ấy. Xong dán vào. Cũng để trang trí. Cái này để trang trí này. Đó, đẹp chưa? Cái này là đồ dùng học tập. Dùng học tập. Nói chung là cho những bạn nào thích học thủ công. Không, nhưng mà cái này mà dán vào mấy chỗ bếp này, hay phòng ngủ này, hay là dán vào mấy bức tranh ấy, xong cảm giác như cả là mùa xuân nó đang đứng ở trong nhà mình ấy. Giống như kiểu Tết với Việt Nam. Thì ngoài băng dính ra thì ở shop trăm yên thì cũng có bán rất là nhiều sản phẩm tương tự liên quan đến Sakura, không chỉ một băng dính, có thể bút này, bút Sakura đúng không? Hay là đẩy Sakura, hay là cái cà kèn này, cái màn gió Sakura, hay là cái gì nó cũng gắn Sakura hết á. Nói chung là đến vào cái shop trăm yên mà cảm giác như kiểu là ngập tràn không khí mùa xuân tới. Okay. Tiếp theo, cái sản phẩm đặc biệt một, sẽ còn 3 sản phẩm nữa mà chúng mình đâu, đây cuối cùng là cái này là cái kẹo Minta. Cái này thì mình mỗi khi đi làm ấy, mình nó giống với lại kẹo bạc hà như Việt Nam đúng không? Cái này mình thường ăn mỗi khi buồn ngủ. Lúc đi làm ấy, mỗi lần buồn ngủ là tống cái này vào viên vài mồm. Nhưng mà bây giờ đến mùa anh đào tới thì nó lại sản xuất ra một cái hộp mang thiết kế của Sakura. Bởi vì vị bình thường của nó là vị bạc hà rất là cay. Kiểu ngậm vào là mát họng sảng khoái dài lâu luôn. Giống hệt bạc hà Việt Nam. Ngậm cái này xong rồi uống ngụm nước nữa xong bắt đầu tự nhiên tỉnh mồm luôn. Đó. Nên là bây giờ mình sẽ bóc thử ra. Cái này thì có giá là tầm, nếu mà mua nhiều á, ở các cửa hàng siêu thị có giá chỉ 90 yên thôi. Còn nếu mà mua bình thường, mua lẻ ở combini á, thì cái này tầm 100-120 yên gì đấy. Cái viên bên trong ấy, nó có cả hình Sakura luôn này. Cái này vị Sakura thì rất là thơm. Icambalin. Nhưng mà không có nồng như bạc hà, nhưng cái này không có tác dụng chống buồn ngủ đâu. Cái này chỉ có thiết kế Sakura là đẹp thôi, nhưng là không có vị bạc hà đâu. Nhưng mà nếu cái này các bạn đến Nhật này
có thể mua về làm quà cho mọi người cũng được, rẻ lắm. Tiếp theo đây là một chiếc bánh castella, một loại bánh ngọt của Nhật mà đây thì theo mình được biết thì bên trong không phải là bánh sakura mà cũng chỉ là bánh bình thường thôi, nhưng mà cứ đến mùa sakura là họ lại thiết kế rất là cầu kỳ, cái hộp nhỏ như này thôi mà cũng đấy, chuyên cho mùa sakura. Cảm giác như kiểu là mỗi khi mùa xuân tới ấy, tất cả những sản phẩm của Nhật từ chăn màn quần áo đồ ăn thức dụng hay là đụng quà tập tất cả đều biến thành sakura ấy. Thì mình sẽ bóc thử nhá. Vị không phải là sakura đâu nha, mà chỉ có thiết kế hộp sakura thôi. Bạn nào thích đồ ngọt thì chắc chắn là sẽ thích cái bánh này. Hoặc là có thể mua tặng cho mọi người ở cùng chỗ làm hay là người cùng nhà. Đúng rồi. Mỗi khi mùa sakura tới chẳng hạn. Cái bánh này nhìn thì rất giống bánh bông lan bình thường thôi, nhưng mà thực ra thì nó có nguồn gốc của nó là từ thời Edo di đài luôn. Từ thời Edo ấy, tức là có một cái cửa hàng bánh được sản ở trên đây, nó cũng có ghi là từ năm 1624, tức là cái bánh này nó ra đời từ gần 400 năm rồi đấy. Cái cửa hàng mà chị người Nhật mua cũng là cửa hàng có từ thời đó luôn. Cái cửa hàng rất là lâu đời. Cửa hàng hôm nay được mua cái bánh này 400 năm rồi đấy. Cũng rất rẻ, khoảng hơn 200 yên thôi, là khoảng 40.000. 40.000 sakura. Thì trong tất cả những sản phẩm mà mình giới thiệu hôm nay thì cái sản phẩm này là có giá trị cao nhất. Nó được mua ở Starbucks, là thiết kế của thiết kế theo đúng mùa sakura luôn. Nè, màu vàng, cái màu này màu hồng của sakura này, xong họ cũng phủ cái phủ này là của nước gì? Nước đường. Chắc là bột đường. Bột đường cũng màu hồng của sakura luôn. Xong rồi cũng được thiết kế, tất cả tiết thì thiết kế của nó không, cái hộp không phải là hộp của sakura. Đó. Đây là cái có giá trị cao nhất ở trong ngày hôm nay. Cái này tầm 500 đến 600 yên. Và cái này tầm 900 yên, là tương đương một set này tầm 1.500 yên, 300.000 Việt Nam đồng. Đó, cái này giá trị với cái này giá trị này. Và cuối cùng, cái sản phẩm mà chúng mình muốn cực kỳ giới thiệu cho các bạn đó chính là mặt nạ thiết kế sakura. Nó dùng chiết xuất từ hoa sakura luôn thì vậy. Cái sakura ekisu này. Chất này thì mình cũng không biết là chất gì, nhưng mà nói chung là một chất hoa chiết xuất từ hoa sakura. Chắc là mùi cũng giống sakura luôn. Mà trên đây còn ghi là 13 năm liền là sản phẩm đứng xếp hàng đầu vị trí thứ nhất luôn. 13 năm liền này. Xong rồi có chiết xuất từ hoa sakura này. Xong rồi phương vanicel aceman. Cảm giác như kiểu mà đeo đây là cái mặt nạ không đeo vào mặt ấy, cảm giác như kiểu là hoa anh đã đang nở nó bung cái mặt hạnh phúc. Và bây giờ chúng mình sẽ ngay lập tức mở ra và nó sử dụng nó. Bây giờ đeo thì bình thường là người nước ngoài sang Nhật thì thường hay mua những cái loại mỹ phẩm này làm quà, nên đấy cũng có viết ra đây. Nhìn nha, viết cả tin nhắn luôn này. Cái chỗ này viết lời nhắn đúng không? Lời nhắn đó. Cái này mua tặng người yêu, chính xác nhất. Bây giờ một hộp có 5 cái nhá, cũng rẻ thôi, tầm 500 yên thì phải. Và bây giờ thì chúng mình sẽ mở ra. Mở ra đeo thử luôn. Đeo cái này qua sẽ ra tập bộ cho bạn. Tức là yêu mà, xong rồi mình có con đảo lên hai nhắn thôi. Đó. Có bạn nhìn thấy không? Sakura đầy đủ dưỡng chất và đầy đủ độ ẩm luôn. Đeo vào phát nhìn thấy ui, bên trong có rất là nhiều nước này. Đó. Cái này đục ra tay ấy. Như là sử dụng triệt để, tiết kiệm. Đó, xong rồi xoa tay như này. Đó. Có đây. Đây cũng là sản phẩm cuối cùng của chúng mình. Và có lẽ đây cũng sản phẩm mà hôm nay chúng mình khuyến khích các bạn mua nhiều nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối cùng của video. Và bây giờ thì chúng mình sẽ lướt lại một loạt tất cả các sản phẩm hôm nay chúng mình giới thiệu. Đầu tiên là cà phê latte của Starbucks. Đó, đây cũng là cà phê latte nhưng mà rẻ hơn. Giá rẻ hơn và được bán ở siêu thị nha. Đó, còn đây là thạch. Thạch, tức tiếng Nhật là JD đó. Là cũng vị sakura. Có hơi vị quế một chút. Nhưng mà thiết kế sakura, màu hồng của sakura. Đó. Tiếp theo là bánh mochi. Bánh này mua siêu thị này hay là ở combini bình thường cũng có. Đó, còn đây. Cái bánh này được mua ở cửa hàng mà được mở từ thời Edo. Có đính tính đến bây giờ là gần 400 năm rồi. Vị thì không phải là sakura nhưng mà thiết kế thì là sakura. Đó. Tiếp theo, đây là bánh chỉ có bán vào mùa sakura ở Starbucks cơ sở thôi. Đường màu hồng của sakura, bánh kem màu hồng của sakura luôn. Tiếp theo, cái viên chống buồn ngủ giống như viên bạc hà, nhưng mà cái này chỉ có vị sakura chứ không phải là mùi bạc hà. Tiếp theo, đó chính là cái sâu quẩy nhỉ. Vị sakura thiết kế sakura luôn. Đó.
Tiếp theo là cuối cùng là bánh KitKat, một trong những sản phẩm mang ý nghĩa may mắn đến cho những người có những kỳ thi sắp tới quan trọng. Cuối cùng là đĩa giấy Sakura, và cuối cùng là cốc Sakura, và cuối cùng sản phẩm mà được chúng mình khuyến khích nhất ngày hôm nay đó chính là cái mặt nạ Sakura. Đây mình đeo này, mặt đó, em thấy mặt anh mịn hơn, mịn hơn sáng hơn chứ đó. Nên là đây chính là cái sản phẩm của chúng mình được Suzume nhất, là sản phẩm chúng mình rẻ nữa. Nếu mà có cơ hội đến Nhật thì đừng quên mua những cái sản phẩm này và ngồi dưới cốc hoa anh đào cùng uống rượu với mọi người trong thành viên trong gia đình và cùng thưởng thức những tất cả những cái sản phẩm liên quan đến Sakura nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi đến cuối video. Đừng quên theo dõi kênh Wispa TV để nhận thêm nhiều những thông tin thú vị khác về nước Nhật nữa. Một lần nữa mình là Đức và đây là mình là Thạch. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.